Yên Thế là huyện miền núi còn nhiều khó khăn. Những năm qua, nhờ thực hiện hiệu quả các hoạt động cho vay vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách khác và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững. Gia đình ông Bốn thuộc diện hộ nghèo nhiều năm của xã Tân Sỏi. Cả hai ông bà đang ngoài 70 tuổi, lại đang phải nuôi hai cháu nội ăn học do bố mẹ cháu đã ly hôn. Bố bỏ nhà đi đã 10 năm nay không về. Công việc chính là làm nông nghiệp, nên ông bà gặp không ít khó khăn. Năm 2020, ông bà được Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho vay 50 triệu đồng đầu tư trồng 90 cây hồng xiêm, xoài, 40 cây thanh long và chăn nuôi lợn, vịt, ngan. Mỗi năm trừ chi phí, gia đình ông thu về hơn 50 triệu đồng. Nhờ cái đồng vốn của Ngân hàng Chính sách đến đến bây giờ ấy, thì nhà tôi uh, vay được 50 triệu đến uh, về tôi trồng cây, chăn nuôi đến nay thì nhà gia đình hộ gia đình nhà tôi đã thoát nghèo là hộ cận nghèo năm 2023 gia đình anh Dũng được tiếp cận nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội anh đã đầu tư vào chăn nuôi bò và mua máy cày để phục vụ bà con trong thôn nhờ đó gia đình đã có tiền để nuôi các con ăn học xây một ngôi nhà khang trang hơn và chính thức thoát nghèo cảm ơn cái nguồn vốn của ngân hàng chính sách đã cho hộ nghèo và cận nghèo chúng tôi được vay và rất chi là phù hợp cho anh những người dân hộ nghèo và cận nghèo chúng tôi đã có nguồn vốn đấy và rất chi là phù hợp và được có nguồn vốn đấy để phát triển kinh tế và thoát nghèo. Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã phối hợp với các đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân tiếp cận các chương trình vay vốn ưu đãi, nhất là nguồn vốn cho các hộ nghèo. Đồng thời, thường xuyên giám sát, kiểm tra trực tiếp tại nhà các hộ vay vốn để đảm bảo nguồn vốn vay được sử dụng đúng mục đích sau khi cho vay thì tôi sau 30 ngày chúng tôi đều kiểm tra giám sát. bên cạnh đó thì cũng phối hợp với các phòng ban chuyên môn của huyện thì cũng đã hướng dẫn người dân các cách thức vật nuôi cây trồng để từ đó phát huy cái hiệu quả cao nhất. bên cạnh đó thì trong thời gian qua thì để hạn chế những cái rủi ro khách quan cũng như là chủ quan đối với cả nguồn vốn của ngân hàng chính sách thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động người dân sử dụng vốn vay đúng mục đích phát huy hiệu quả của một nguồn vốn. Toàn huyện hiện có 876 hộ nghèo, chiếm 2,83%, giảm 1,73% so với năm 2021. Vốn tín dụng chính sách đã tiếp sức cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo và làm giàu.